Kính chào quý vị khán giả, bây giờ là thời lượng của chuyên mục thông tin đối ngoại. Thưa quý vị, tiêm vaccine phòng COVID-19 là biện pháp hữu hiệu bảo vệ sức khỏe nhân dân trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19. Thực hiện nguyên tắc thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 theo chủ trương của Đảng, Nhà nước, ngành y tế tỉnh Cao Bằng đã triển khai tăng tốc tiêm chủng ở các nhóm tuổi theo quy định nhằm đạt miễn dịch cộng đồng trong thời gian sớm nhất. Đây sẽ là nội dung chính có trong chương trình hôm nay. Trước khi đến với nội dung này, mời quý khán giả cùng theo dõi phần tin tức, thông tin đối ngoại nổi bật trong tuần qua. Ủy ban công tác về tổ chức phi chính phủ nước ngoài tổ chức giao ban trực tuyến đánh giá công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng, chủ nhiệm Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ, chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Cao Bằng, có lãnh đạo Sở Ngoại vụ, các thành viên Ban công tác phi chính phủ nước ngoài của tỉnh. Năm 2021, trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có nhiều biến động, nhất là dịch COVID-19 tác động đến hoạt động của công tác phi chính phủ nước ngoài, ảnh hưởng đến chính sách hỗ trợ, viện trợ của các nước đối với Việt Nam. Với sự nỗ lực của Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, các cơ quan đối tác, các bộ ngành địa phương, hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài vẫn đạt được những kết quả tích cực, trong đó tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên của Việt Nam như y tế, phát triển kinh tế xã hội, giải quyết các vấn đề an sinh xã hội. Tại tỉnh Cao Bằng, trong năm 2021, có 10 tổ chức phi chính phủ, một cơ quan đại diện nước ngoài tài trợ, triển khai thực hiện 28 dự án, phi dự án với tổng ngân sách cam kết trên 1,4 triệu USD, giải ngân giá trị thực tế đạt gần 1,3 triệu USD. Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng đã ban hành chương trình cấp tỉnh về tăng cường hợp tác và vận động viện trợ chính phủ nước ngoài giai đoạn 2019-2025. Tỉnh Cao Bằng ưu tiên viện trợ các lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và phát triển nông thôn, y tế, giáo dục, đào tạo hướng nghiệp, tạo sinh kế, giải quyết an sinh xã hội. Kết luận hội nghị, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng, chủ nhiệm Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục tăng cường công tác quản lý, công tác vận động viện trợ, tranh thủ nguồn lực, sự ủng hộ của bạn bè quốc tế để phát triển đất nước, ngăn chặn các thế lực chống phá, thù địch, thường xuyên quán triệt và thực hiện nghiêm chỉ thị, văn bản của Trung ương về phi chính phủ nước ngoài, tăng cường cơ chế phối hợp, chia sẻ thông tin, đổi mới phương thức vận động viện trợ, quản lý hiệu quả hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, góp phần phát triển kinh tế xã hội. Đoàn công tác của Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo 389 Quốc gia vừa đến khảo sát về tình hình hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới cửa khẩu và hoạt động kinh doanh hàng hóa nhập lậu tại cửa khẩu quốc tế Tà Lùng, huyện Quảng Hòa và cửa khẩu Trà Lĩnh, huyện Trùng Khánh. Tại cửa khẩu quốc tế Tà Lùng, do dịch bệnh COVID-19 kéo dài, lưu lượng người, phương tiện hàng hóa ra vào khu vực biên giới cửa khẩu giảm so với trước đây. Tình hình tội phạm buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, kinh doanh hàng hóa nhập lậu diễn ra nhỏ lẻ. Trong thời gian qua, các lực lượng chức năng hải quan, công an, biên phòng, quản lý thị trường đã tăng cường các công tác đấu tranh, ngăn chặn tội phạm buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, kinh doanh hàng hóa nhập lậu, thường xuyên tuần tra, kiểm soát trên tuyến biên giới. Năm 2021, nhất là dịp cao điểm Tết Nguyên đán Nhâm Dần và trong quý 1 năm 2022, các lực lượng chức năng đã bắt giữ 5 vụ trên 8 đối tượng, chủ yếu là mặt hàng pháo nổ, gia cầm. Còn tại cửa khẩu Trà Lĩnh, đầu năm 2021, tình hình buôn lậu vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới xảy ra nhỏ lẻ, không tạo thành điểm nóng phức tạp. Tuy nhiên, sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, tình hình hoạt động buôn lậu có chiều hướng gia tăng, đặc biệt nửa cuối tháng 2 và đầu tháng 3 năm 2022. Nổi lên là hoạt động nhập lậu vật tư y tế từ Trung Quốc vào Việt Nam. Riêng trong quý 1 năm 2022, đồn biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh đã phát hiện bắt giữ 16 vụ với các tăng vật gồm 2.775 kg thực phẩm đông lạnh, 3.150 bộ kit test nhanh COVID-19, 12,5 kg pháo nổ. Tại các nơi đến khảo sát thực tế, đoàn công tác của Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo 389 Quốc gia nhận định, nếu tình hình dịch COVID-19 được kiểm soát, hoạt động thông thương qua lại biên giới trở lại bình thường, sẽ gia tăng hoạt động tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Do vậy, đoàn công tác đề nghị các đơn vị không lơ là chủ quan, nhất là đối với phương thức thủ đoạn mới của các đối tượng buôn lậu. Cùng với đó, cần tăng cường công tác phối hợp, trao đổi thông tin giữa các lực lượng biên phòng, hải quan, công an, quản lý thị trường trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại.
cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 389 của tỉnh đôn đốc các đơn vị chấp hành nghiêm công tác báo cáo. Đối với các nghị quyết đề xuất của đơn vị, đoàn công tác sẽ tổng hợp và trình các cơ quan cấp trên có thẩm quyền xem xét. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, bám sát nghị quyết của Chính phủ, chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng với việc triển khai đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch bệnh, Sở Y tế tập trung thực hiện quyết liệt các biện pháp đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho nhân dân trong các nhóm tuổi được tiêm chủng, tăng cường phối hợp với các địa phương, sẵn sàng nhân lực, cơ sở vật chất, các điều kiện cần thiết để tăng tốc tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 nhằm tăng nhanh diện bao phủ vaccine, tạo điều kiện quan trọng để vừa thích ứng an toàn với dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế xã hội. Đưa con trai đang học tại trường trung học cơ sở Ngọc Xuân đến tiêm mũi đầu tiên vaccine phòng COVID-19 sau khi nhận được thông báo của nhà trường. Chị Vân bày tỏ sự vui mừng, đồng tình với việc triển khai tiêm chủng cho trẻ trong thời điểm dịch đang diễn ra phức tạp như hiện nay. Bởi việc tăng tốc tiêm chủng góp phần bảo vệ sức khỏe để các con sớm được đến trường học trực tiếp một cách an toàn. Tình hình dịch bệnh ở thành phố mình rất là phức tạp. Nên là hôm nay nhận được thông báo của nhà trường là con mình có trong danh sách đi tiêm chủng. Cháu là được tiêm mũi 1. Nên là mình rất là đồng ý là nên cho các con đi tiêm để phòng chống dịch bệnh cho tốt ạ. Trong tháng 3 này, Trung tâm Y tế thành phố và Bệnh viện Y học cổ truyền phối hợp tổ chức điểm tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 tại trường Trung học cơ sở Hợp Giang cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi trên địa bàn thành phố. Ngoài số ít học sinh tiêm mũi 2, phần lớn các em tiêm mũi 1 nhưng không quá lo lắng vì hầu hết các em đều được tuyên truyền thông tin về việc tiêm vaccine. Hàng ngày ở nhà em cũng có tìm hiểu về việc phòng chống dịch COVID hiện nay và ở trên địa bàn bây giờ thì dịch COVID khá là phức tạp. Ban đầu thì em thấy hồi hộp vì đây là lần đầu tiên tiêm, nhưng mà sau khi tiêm thì em thấy là cũng bình thường ạ. Em nghĩ là nó rất cần thiết cho cái, nhất là trong cái việc phòng chống dịch bây giờ ạ. Hưởng ứng phát động của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục triển khai thần tốc hơn nữa chiến dịch tiêm chủng vaccine, không chỉ riêng thành phố Cao Bằng mà tại các địa phương trong toàn tỉnh, chiến dịch tiêm chủng cũng được triển khai nhanh chóng, quyết liệt. Những ngày này, các y bác sĩ, tổ tiêm vaccine lưu động, Trung tâm Y tế huyện Hòa An tổ chức tiêm tận nhà cho các đối tượng không thể đến các điểm tiêm tập trung. Đa số đối tượng tiêm là người già yếu, tàn tật, nhiều người có tâm lý lo ngại nên chưa tiêm trong các đợt tiêm trước đó. Được tuyên truyền hướng dẫn tận tình của cán bộ y tế, người dân yên tâm chuẩn bị tâm lý và sức khỏe tốt nhất để tiêm vaccine đúng hẹn. Với phương châm, vaccine tốt nhất là vaccine được tiêm sớm nhất, đẩy nhanh hoàn thành tiêm vaccine phòng COVID-19, huyện chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện chuẩn bị tốt nhất mọi điều kiện, triển khai chiến dịch tiêm chủng mùa xuân, tiêm xuyên Tết cho người dân, đặc biệt là những người chưa tiêm mũi 1. Tại xã Đức Long, huyện Hòa An, ngay khi có kế hoạch phân bổ vaccine, Ban chỉ đạo xã, tổ COVID cộng đồng thông báo cho các đối tượng lịch tiêm, địa điểm tiêm để các đối tượng chủ động đến tiêm theo lịch hẹn. Việc tiêm phòng được thông báo trước cho người dân ít nhất một ngày và chia theo giờ để tránh tình trạng tập trung đông người. Công tác tiêm được triển khai theo đúng quy trình, gồm khám sàng lọc, kiểm tra thân nhiệt, đo huyết áp, tiêm, theo dõi sau tiêm và hướng dẫn tự theo dõi các phản ứng tại nhà. Về công tác tiêm chủng COVID-19 thực hiện ngay khi có kế hoạch phân bổ vaccine cho xã, ban chỉ đạo tổ COVID cộng đồng thông báo cho người dân đến tiêm chủng theo kế hoạch tại nhà văn hóa. Về kế hoạch tiêm chủng mùa xuân, trạm y tế đã lập đối tượng tiêm chủng mũi 1, mũi 2, mũi 3 và lên kế hoạch tiêm tại nhà cho các đối tượng người già, người yếu, người khuyết tật đi lại khó khăn đến tại nhà văn hóa và trạm y tế đã tổ chức kíp tiêm đến tại nhà để tiêm cho đối tượng. Để đảm bảo công tác tiêm chủng tại gia đình thì trạm y tế đã tham mưu và tổ chức được mỗi kíp tiêm tại gia đình có 5 cán bộ y tế để thực hiện tiêm tại nhà và tại nhà văn hóa xóm.
Trong thời gian qua, sau khi nhận được vaccine phân bổ từ Bộ Y tế, tỉnh Cao Bằng đã nhanh chóng triển khai tiêm vaccine COVID-19 trên địa bàn toàn tỉnh. Ngành Y tế đã phối hợp với cấp ủy đảng, chính quyền các địa phương trên địa bàn tỉnh, bố trí lực lượng, chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất để đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine trên địa bàn toàn tỉnh. Tổ chức tiêm vaccine cả vào ban đêm. Để công tác tiêm chủng đảm bảo an toàn, hiệu quả, Sở Y tế đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc ngành phối hợp với cấp ủy đảng, chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch và triển khai các điểm tiêm chủng tại địa phương. Quy trình tiêm chủng được thực hiện nghiêm ngặt theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế, đảm bảo an toàn, hiệu quả trong phòng chống dịch COVID-19. Các trường hợp sau khi tiêm vaccine phòng COVID-19 được theo dõi sức khỏe tại điểm tiêm ít nhất 30 phút, sau đó được hướng dẫn tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà ít nhất 24 giờ tiếp theo và tiếp tục theo dõi trong vòng 28 ngày sau tiêm chủng. Các bệnh viện, trung tâm y tế cơ sở luôn sẵn sàng, thường trực, đề phòng những trường hợp có phản ứng nặng sau tiêm chủng nhằm bảo đảm an toàn tối đa cho người được tiêm. Do đó, ngoài trường hợp có yếu tố nguy cơ cao thì người dân có thể yên tâm tiêm chủng tại tất cả các điểm tiêm chủng. Với mục tiêu nâng tỷ lệ bao phủ vaccine cho toàn dân theo tinh thần chỉ đạo thần tốc tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 của Thủ tướng Chính phủ, thời gian tới, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tiếp tục tổng hợp dự trù tiếp nhận, điều phối, phân bổ vaccine cho các điểm tiêm chủng, tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền lợi ích của vaccine trong công tác phòng chống dịch, đặc biệt tuyên truyền cho các đối tượng nguy cơ cao như người cao tuổi, bệnh lý nền, phụ nữ mang thai, đồng thời tăng cường công tác giám sát, hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho cơ sở, sẵn sàng cử nhân lực trực tiếp tổ chức triển khai thực hiện nhằm góp phần đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành mục tiêu đạt miễn dịch cộng đồng. Hưởng ứng chiến dịch thần tốc tiêm chủng vaccine mùa xuân năm 2022, thì tỉnh Cao Bằng đã đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng. Cụ thể là có vaccine đến đâu thì tiêm đến đó. Đồng thời thì đã tiếp tục rà soát, tổng hợp nhu cầu từ các tuyến huyện, thành phố để gửi Bộ Y tế và Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương để đề nghị được cấp vaccine. Đồng thời thì cũng rà soát các cơ sở vật chất và hệ thống dây chuyền lạnh bảo quản vaccine để đảm bảo công tác tiếp nhận, bảo quản và phân bổ vaccine theo đúng quy định. Thế và trong thời gian tới thì số lượng vaccine sẽ tiếp tục chuẩn bị về nhiều theo các quyết định đã được Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương phân bổ, và các đơn vị y tế sẽ phải ưu tiên nguồn lực tập trung cho công tác tiêm chủng để đạt tiến độ mục tiêu của Chính phủ và Bộ Y tế đề ra. Trước tình hình số ca mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh ngày càng tăng, việc tổ chức thực hiện thần tốc chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 giúp tăng tỷ lệ bao phủ vaccine phòng COVID-19 theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Y tế. Qua đó góp phần làm giảm ca chuyển nặng và tử vong, bảo vệ an toàn tính mạng cho người dân trong điều kiện bình thường mới. Có thể khẳng định, tiêm vaccine phòng COVID-19 là quyền lợi đối với bản thân, là trách nhiệm đối với cộng đồng. Bên cạnh việc tiêm vaccine, mỗi người dân cần tiếp tục thực hiện tốt 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế cho đến khi đại dịch thực sự kết thúc. Đến đây, chuyên mục thông tin đối ngoại xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào tối Chủ nhật tuần sau.